Bữa trước mình học chỗ kết thúc dịch mã rồi ha. Bây giờ mình sẽ đi qua cái cấu trúc vòng của array thông tin khi dịch mã của eukaryote. Thì cấu trúc vòng này á, nó chỉ có ở eukaryote thôi. À, tại sao vậy? Bởi vì cấu trúc vòng này á, cấu trúc vòng của array thông tin á là cái nó nhờ có cái đầu 5 phẩy, cái chóp á, chóp ở đầu 5 phẩy nó sẽ gắn với lại cái đuôi boolean để mà hình thành cái cấu trúc vòng này ha. Thì nhờ có cái enzyme, nhờ có cái protein đó, nó tên là boolean binding protein mà nó mới nối cái đầu 5 phẩy với lại cái đuôi 3 phẩy lại với nhau để cho cái array thông tin đó, đáng lý là nó từ cái dạng sợi sợi thẳng thì bây giờ nó lại hình thành là dạng cấu trúc vòng. Thì cái mục đích hình thành cấu trúc vòng này để làm cái gì? À, mục đích hình thành cấu trúc vòng là để khởi đầu cái chu trình dịch mã mới nhanh chóng hơn. À, bởi vì như thế này nè, ví dụ như ở đây là đầu 5 phẩy ha, thì cái chiều dịch mã mình đã học á, là nó sẽ trượt từ đầu 5 phẩy đi tới đầu 3 phẩy, tức là ribosome á, nó sẽ trượt từ đầu 3 5 phẩy đi tới cái đầu 3 phẩy cho đến khi nó gặp cái codon kết thúc. Rồi nó dịch mã xong rồi ha, thì nó sẽ phóng thích nó sẽ phóng thích cái chuỗi polypeptide này ha. À, ra khỏi cái ribosome, và đồng thời là ribosome này nó cũng phóng thích để mà nó tái hồi lại cho cái chu trình dịch mã tiếp theo. Thì khi mà nó sử dụng cho chu trình dịch mã tiếp theo, ví dụ như nó chạy tới đây đi, thì cái chỗ này là codon kết thúc. Thì các bạn tưởng tượng nếu như mà cái mạch này của mình á, array thông tin nó là mạch thẳng ha, thì cái đầu 5 phẩy nó ở chỗ này đi ha, đầu 3 phẩy nó ở nguyên gốc bên này. Như vậy thì ở đây là điểm kết thúc nè. Xong sau đó nó phải chạy ngược lại từ cái đầu 5 phẩy ở đây rồi nó mới bắt đầu cái chu trình dịch mã mới. Như vậy thì cái quãng đường đi của nó, cái không gian đi của nó sẽ xa hơn nhiều so với cái việc là nếu như array thông tin nó hình thành cái cấu trúc dạng vòng như vậy, thì nó đi tới đầu 3 phẩy ở đây và nó sẽ phóng thích ra, xong nó bắt đầu ở đầu 5 phẩy, nó sẽ nhanh chóng hơn và nó sẽ thu hẹp cái cấu trúc không gian lại. Rồi, và cái cấu trúc vòng này á, thì nó chỉ có ở OK, tại vì ngày hôm trước mình có học á, là array thông tin của OK thì nó mới có cái đầu 5 phẩy là 7 metin guanosine với lại là cái đuôi polyA. Còn những cái array thông tin ở ProK thì nó không có cấu trúc đó. Rồi, thì sau khi kết thúc dịch mã ha, thì ribosome nó vẫn còn gắn với lại array thông tin. À, tức là sau khi mà kết thúc dịch mã đó là cái chuỗi polypeptide nó đã phóng thích ra khỏi cái ribosome rồi. À, tuy nhiên á là hai cái tRNA, hai tRNA tức là một cái tRNA tự do trước đó với lại một cái tRNA mà nằm ở ngay cái vị trí P mà gắn với chuỗi polypeptide đó, mà cái chuỗi polypeptide nó đã được phóng thích rồi đó, thì cái tRNA ngay vị trí B với tRNA ngay vị trí E nó vẫn còn gắn lên trên cái ribosome ha. Thì cái yếu tố tái sử dụng ribosome là RRF ha. Yếu tố tái sử dụng ribosome là RRF đi nè. RRF này á, nó sẽ làm gì? RRF này nó sẽ gắn vào cái vị trí A và sau đó nó sẽ kéo cái thằng ESG sử dụng năng lượng từ GTP ha, nó kéo thằng ESG sử dụng năng lượng từ GTP tới và nó đẩy ha, nó đẩy hai cái tRNA đang ở vị trí B và vị trí E nó đẩy ra khỏi cái ribosome và nó tái hồi lại, nó sử dụng lại cái ribosome này cho cái hệ thống dịch mã tiếp theo ha. À, như vậy cái yếu tố tái sử dụng ribosome ở đây là RRF và nó sẽ hoạt động khi mà nó có thêm cái sự hỗ trợ của ESG và sử dụng năng lượng từ GTP nha. Rồi bây giờ mình sẽ tóm tắt lại cái quá trình dịch mã ha. À, quá trình dịch mã sẽ được tóm tắt ngắn gọn như sau ha. À, đầu tiên là bước khởi đầu dịch mã. Thì khởi đầu dịch mã, đặc trưng của cái bước khởi đầu dịch mã này á, mình còn nhớ là cái tiểu đơn vị nào nó sẽ gắn lên trên cái đầu nào của ARN thông tin vậy đó. Tiểu đơn vị nào của ribosome sẽ gắn lên trên đầu nào của ARN thông tin? Tiểu đơn vị nhỏ hay tiểu đơn vị lớn sẽ gắn lên trên phân tử nào và nó gắn ở cái đầu nào của phân tử đó? Ở cái bước khởi đầu dịch mã.
Tiểu đơn vị nhỏ, đúng rồi, tiểu đơn vị nhỏ nó sẽ gắn lên trên đầu 5 phẩy của ARN thông tin đây ha. Tiểu đơn vị nhỏ sẽ gắn lên đầu 5 phẩy của ARN thông tin em, rồi sau đó là nó sẽ trượt 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 trượt. Vậy câu hỏi này nó sẽ trượt để nó tìm cái gì vậy lớp? Tiểu đơn vị nhỏ nó gắn lên trên đầu 5 phẩy của ARN thông tin, nó trượt để nó tìm gì? Tìm cô đông khởi đầu là cô đông AUG, và cô đông GUG là đối với vi khuẩn nữa ha. Rồi nó tìm cô đông AUG khởi đầu chuỗi là nó sẽ định vị cái cô đông AUG đó nằm ngay vị trí P của ribosome, và đồng thời là gì, một cái tRNA S-mét hoặc là I-mét, tức là tRNA khởi đầu á, nó sẽ tới và nó sẽ định vị ngay vị trí P của ribosome luôn ha. Và tiếp theo là gì, cái tiểu đơn vị lớn á, ha, cái tiểu đơn vị lớn á, nó mới gắn ập vào cái phức hợp này ha. Thì cái sự khởi đầu của dịch mã của nhân thật với nhân nguyên thủy nó khác nhau ở cái tiến trình á, tức là ở cái tiến trình mà ngày hôm trước mà cô có hướng dẫn các bạn á. Mình quay lại cái tiến trình khởi đầu nha. Đây, cái tiến trình khởi đầu của ProCA, đây tiến trình khởi đầu của ProCA là cái tiểu đơn vị nhỏ này nó sẽ trượt lên ARN thông tin trước, xong rồi á, là nó mới nhận diện cái cô đông khởi đầu, nó mới định vị cô đông khởi đầu ngay vị trí B của ribosome, rồi xong rồi á, mới tới cái tRNA S-mét này gắn vào cái phức hợp ha. Còn đối với lại cái tiến trình khởi đầu mà của OK nó khác một tí ở chỗ là gì, cái tiểu đơn vị nhỏ nó định vị trước lên tRNA I-mét ha, có nghĩa là tRNA I-mét này là nó gắn lên cái tiểu đơn vị nhỏ trước ngay vị trí P, xong rồi nguyên cái phức này nó mới trượt lên ARN thông tin để nó đi tìm cô đông khởi đầu là AUG, và nó định vị AUG đó nằm ngay vị trí P của ribosome. Đó, nó chỉ khác ở một xíu chỗ đó thôi, tức là nó khác ở chỗ cái thứ tự tiến trình một tí thôi ha. Thì nó đều giống nhau ở chỗ là tiểu đơn vị nhỏ bám lên trên ARN thông tin trước, rồi xong sau đó cuối cùng mới là tiểu đơn vị lớn bám vào ha. Thì nó chỉ khác nhau ở chỗ là gì, hồi nãy ở ProCA là tiểu đơn vị nhỏ, mình tưởng tượng nha, tiểu đơn vị nhỏ nó sẽ trượt lên trên ARN thông tin, rồi sau đó là tRNA in S-mét nó mới định vị ngay vị trí P, rồi cuối cùng là tiểu đơn vị lớn gắn vào. Còn OK á, thì tRNA I-mét nó hình thành phức trước với lại tiểu đơn vị nhỏ, sau đó là nguyên cái phức này nó mới trượt lên ARN thông tin và nó mới đi tìm cô đông AUG khởi đầu và nằm ngay vị trí P của ribosome. Em, đó là sự khác nhau giữa hai cái khởi đầu của ProK với OK. Rồi, tiếp theo. Như vậy sau khi có phức hợp khởi đầu này rồi đó, thì nó sẽ bắt đầu trượt để mà nó đi kéo dài cái chuỗi polypeptide. Thì cái hướng kéo dài của nó sẽ là hướng 5 phẩy đến 3 phẩy. Ha. Và khi mà nó trượt như vậy á, thì cái tiến trình nối dài chuỗi á, nó là một cái bước mà có tính chu kỳ. À, một chu kỳ như vậy nó có 3 bước. À, một cái giai đoạn có tính chu kỳ và một chu kỳ có 3 bước. Thì đầu tiên ha, là một cái amino acid TRE nó sẽ được mang lại tại A. Sau đó là cái giữa hai cái amino acid sẽ hình thành một cái liên kết gọi là liên kết gì đó. Giữa hai amino acid sẽ hình thành liên kết gì? Chết rồi, sao hỏi cái bài dịch mã mà quên hết trơn vậy mấy đứa? Đúng rồi. Giữa hai amino acid nó sẽ hình thành cái liên kết gọi là liên kết peptide, nhờ cái enzyme tên là peptidin transferase nha. Rồi sau đó là peptidin tRNA nó sẽ chuyển từ vị trí P sang vị trí A. Rồi sau đó nó sẽ nhờ cái yếu tố nối dài á, là ESG hoặc là ES2, nó sẽ thực hiện cái bước chuyển vị cuối.
là chuẩn bị cái vectơ điện ta rồi em đang từ A chuyển ngược về lại B để cái vị trí A này nó trống cho cái chu kỳ nối dài tiếp theo. Và như vậy thì ribosome cứ trượt 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 để mà kéo dài chuỗi cho đến khi nó gặp cái codon kết thúc. Thì khi nó gặp codon kết thúc như vậy thì nó sẽ có cái yếu tố kết thúc. Yếu tố kết thúc thì có hai loại yếu tố kết thúc ha. RS loại 1 là để nhận diện A, thằng này là codon kết thúc nè, và nó sẽ thực hiện cái việc là gì, cắt đứt cái liên kết peptide giữa cái chuỗi polypeptide với tRNA để mà phóng thích cái chuỗi polypeptide này. Và đồng thời cái yếu tố kết thúc RS loại 2 á, nó mới đi tới để mình nó kéo cái thằng RS loại 1 này ra khỏi cái ribosome nhờ có năng lượng từ GTP nha. Rồi à, thì cái amino acid tRNA này ở đâu mà có? Đó là từ cái quá trình amino acid hóa tRNA nhờ có cái enzyme tên là amino acid tRNA synthetase. Hiểu? Và cái quá trình này thì nó sẽ sử dụng năng lượng từ ATP và nó giải phóng cái năng lượng là gì? AMP nha, và hai cái phosphat vô cơ ha. Rồi đó là mình tóm tắt lại cái quá trình dịch mã nha lớp nha. À, tiếp theo cô sẽ đi vào cái ribosome, cái polyribosome hay còn gọi là polysome. Polyribosome hay polysome có nghĩa là ở proca và ok, ở proca và ok. Khi mà ribosome đầu tiên dịch mã được một đoạn ha thì các cái ribosome khác sẽ gắn vào phía trước ribosome đầu tiên. À, tức là khi ribosome đầu tiên dịch mã đường đoạn thì các ribosome khác gắn vào phía trước này. Rồi. Và nó dịch mã tiếp. Do đó là các cái ribosome á, nó sẽ xếp thành chuỗi trên ARN thông tin tạo nên cái cấu trúc gọi là polyribosome. Thì người ta thấy là trên một cái sợi ARN thông tin như vậy nó có khoảng từ 15 đến 20 cái ribosome có thể gắn cùng lúc lên trên ARN thông tin. Và do đó làm cho cái tốc độ tổng hợp của protein tăng lên đáng kể ở cả proca và ok. Nè, bây giờ mình sẽ xem cái clip này nè để mình hình dung ra cái polyribosome nó là như thế nào. Rồi bây giờ mình để ý nha, mình xem từ từ ha. Đầu 5 phẩy AUG, đầu 3 phẩy codon kết thúc. Rồi đầu tiên là tiểu đơn vị nhỏ nó sẽ trượt trên đầu 5 phẩy của ARN thông tin ha. Sau đó là tới tiểu đơn vị lớn nó mới trượt lên sau. Rồi mình đã thấy được cái ribosome thứ nhất á, nó tổng hợp được một cái đoạn ngắn nhỏ xíu polypeptide này. Xong rồi tới ribosome thứ hai nó sẽ gắn lên trên đầu 5 phẩy của ARN thông tin. Hen. Rồi. Đó. Rồi ribosome thứ nhất, trong cái quá trình mà ribosome thứ nhất nó trượt á thì ribosome thứ hai nó cứ trượt. Nó cứ trượt trượt liên tục như vậy, nó không chờ đợi nha. Cứ ribosome này trượt ribosome kia lại trượt thôi ha. Và ribosome thứ nhất nó trượt tới đây nó tổng hợp được đoạn dài như đây. Thì ribosome thứ hai nó đã tổng hợp được đoạn ngắn nhỏ xíu như rồi nè. Lúc đó thì ribosome thứ ba nó lại gắn lên trên đầu 5 phẩy qua ARN thông tin tiếp. Rồi. Đó. Mình xem ha, ribosome thứ nhất tổng hợp đường đoạn dài hơn tí rồi nè. Siêu ribosome số 2 tổng hợp đường đoạn nữa, ribosome số 3, rồi ribosome số 4 tổng hợp đường đoạn. Ha, rồi tới ribosome số 5 là tiểu đơn vị nhỏ nó đã gắn lên trên đầu 5 phẩy qua ARN thông tin rồi. Okay. Rồi cứ như vậy mà nó sẽ có khoảng chừng 15 đến 20 cái ribosome cùng trượt một lúc trên phân tử ARN thông tin. Rồi, ok.
Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái nhu cầu năng lượng cho dịch mã ha. Thì cái quá trình dịch mã này nó tiêu tốn ha, rất là nhiều năng lượng để mà dùng hoạt hóa axit amin, rồi nó tháo xoắn cấu trúc bậc hai của rễ thông tin trong cái dịch mã của ơ ca đó ha, rồi nó dành năng lượng cho sự chuyển dịch ribosome trong các bước chuyển vị trong quá trình nối dài ha. Rồi ví dụ như các cái nhu cầu năng lượng cho dịch mã ha. Giai đoạn amino acid hóa TARN, tức là gắn amino acid cho TARN đó, thì ở ProCA và ERK nó đều cần một ATP. Giai đoạn khởi đầu dịch mã ở ProCA và ERK nó cũng đều cần một một cái GTP. Một cái GTP này á là dùng cho kết hợp với lại IF2 hoặc là EF2 để mà định vị cái TARN IMET hoặc là FMET á, tức là TARN khởi đầu á, nằm ngay vị trí P của ribosome. Rồi, ở giai đoạn nối dài ở ProCA và ERK nó đều sử dụng hai cái GTP. Một cái GTP là nó sẽ kết hợp với EF2 hoặc là EF. Kết hợp với EF2 hoặc là EF1 alpha, chỗ này cô viết nhầm rồi. EF1 alpha. Nó bị mất nguồn. Rồi, ở chỗ này nè, chỗ này cô bị nhầm ở chỗ là EF1 alpha. EF2. Rồi. Cái giai đoạn nối dài ha, thì ở ProCA và ERK nó đều cần dùng hai GTP. Một cái GTP để cho cái yếu tố nối dài EF2 hoặc là EF1 alpha nó mang cái amino acid TARN tới ngay vị trí E. Còn một cái GTP cho FG hoặc là F2 để mà nó thực hiện cái bước chuyển vị cuối là chuyển cái peptidin TARN đang từ E chuyển về B để cho E nó chống cho chu kỳ nối dài tiếp theo ha. Và cái bước kết thúc á, thì ở ProCA và ERK nó đều cần một GTP hết. Rồi, phần còn lại của bài dịch mã, độ chính xác quá trình dịch mã với lại cái amino acid, độ chính xác quá trình dịch mã này nè, thì mình sẽ tự xem nha lớp nha. Mình tự xem ở trong cái bài của mình ha. Trong cái slide mà cô đã gửi cho mình á, cái phần này thì cô không có trình bày nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua cái bài ngày hôm nay của mình là điều hòa gen ha. À, bây giờ mình sang cái bài điều hòa hoạt động gen nha. Điều hòa hoạt động gen ở đây á, thì chủ yếu mình sẽ học điều hòa ở ProCA. Điều hòa ở ProCA thì chủ yếu là cái quá trình điều chỉnh hệ enzyme cho phù hợp với lại điều kiện môi trường. À, tức là các cái gen mã hóa cho enzyme nó có thể được biểu hiện hay là ngưng biểu hiện vào bất cứ thời điểm nào trong đời sống tế bào. Có nghĩa là có lúc á, thì cái gen đó nó cần được biểu hiện nhưng có lúc thì nó lại ngưng biểu hiện. Nó tùy thuộc vào cái điều kiện môi trường á. À, và cái chủ yếu của cái điều hòa này á, là điều hòa ở mức độ phiên mã ha. Thì điều hòa ở mức độ phiên mã trong cái bài này á, mình sẽ học là hai cái kiểu điều hòa. Điều hòa thứ nhất là điều hòa ở mức độ phiên mã. Thì trong này mình sẽ học ba kiểu ha, là điều hòa phiên mã thì mình sẽ học kiểm soát cảm ứng âm, kiểm soát ức chế âm, kiểm soát cảm ứng dương với lại là điều hòa hậu dịch mã ha. Rồi bây giờ trước khi mà mình sang cái phần mà các cái loại điều hòa phiên mã ha. Trước khi mình sang cái phần mà điều hòa phiên mã thì mình sẽ mình sẽ nói một số cái khái niệm như sau ha. Thứ nhất là cái operon. Thì operon là gì? Operon gọi là cái đơn vị phiên mã. Nó gồm có ít nhất là ba vùng trình tự. Vùng thứ nhất là gen cấu trúc.
Đây là sen cấu trúc nè, mình nhớ là mình đang học ở điều hòa ở pro K nha, mình không có học điều hòa ở K. Ở K nó phức tạp hơn nhiều ha. Bây giờ mình học chỉ ở pro K thôi. Thì cái phần sen cấu trúc á, đây là sen cấu trúc nè. Đó, thì sen cấu trúc của pro K á, nó chứa nhiều cái vùng sen nối tiếp nhau. Trước mình có học hay là trên cái ADN á, thì nó sẽ có cái vùng sen cấu trúc. Sen cấu trúc này nó chứa nhiều sen liên tiếp nhau. Và cái sen cấu trúc này nó làm gì? Sen cấu trúc này á, khi mà sen cấu trúc này nó sẽ được phiên mã cho ra cái phân tử ARN thông tin. Thì cái phân tử ARN thông tin này nó cũng chứa trình tự sen của nó sẽ chứa trình tự của nhiều cái gen nối tiếp nhau ha. Và mình gọi cái ARN thông tin này là polyst trong, nhớ không nha. Rồi thì cái ARN thông tin này sau đó nó sẽ chứa cái thông tin mã hóa, chứa cái thông tin quy định trình tự của những cái protein ha, chứa thông tin quy định của trình tự của những cái protein nha. Thì những cái protein này á, nó lại đóng vai trò là enzyme ha. Thì enzyme tức là nó xúc tác cho cái quá trình, cái này nó bị to quá. Enzyme tức là nó xúc tác cho cái quá trình trao đổi chất ở trong cái tế bào. Trao đổi chất ví dụ như là tổng hợp chất hoặc là phân giải chất trong tế bào. Nghe. Rồi. Thì mình gọi cái thằng này là sen cấu trúc nha. Như vậy sen cấu trúc là gì? Sen cấu trúc á, là nó sẽ được phiên mã ra thành ARN thông tin. Rồi sau đó nó sẽ dịch mã cho ra những cái protein, và protein này đóng vai trò là enzyme, tức là nó xúc tác cho cái quá trình trao đổi chất trong tế bào ha. Rồi. Ủa coi coi. Rồi, ở phía trước cái vùng sen cấu trúc á, thì nó sẽ có một cái vùng gọi là vùng promoter. Promoter là cái gì mình học rồi ha. Promoter nó là cái vùng khởi động phiên mã sen cấu trúc ha, vùng khởi động phiên mã ha. Nó sẽ cho phép là gì, nó là nơi để mà ARN polymerase nó gắn vào cái vùng promoter này để mà nó khởi sự phiên mã ha. Rồi cái vùng tiếp theo ở trên cái operon á, nó là operator. Thì operator này nó là cái gì? Operator này nó là cái vị trí để cho một cái protein, nó tên là protein ức chế hay còn gọi là cái repressor, nó gắn vào cái operator này và nó sẽ ngăn cản phiên mã sen cấu trúc ha. Và bây giờ mình sẽ nói về cái vị trí của operator trên ADN. Cái operator này nó gọi là vùng vận hành nha. Bây giờ ở đây ha, hoặc là ở đây mình sẽ thấy nè, cái operator này á, một á là nó phủ lên một vùng của promoter. Promoter của vi khuẩn mình học rồi, nó gồm có hai vùng, vùng -35 với lại vùng -10 ha. Thì nguyên cái vùng chỗ này là promoter nè. Như vậy thì operator nó có thể phủ lên một vùng nhỏ của promoter, hoặc là nó giống như trường hợp này là nó nằm bên cạnh của promoter nha. Nè, bây giờ cô sẽ nói về cái protein điều hòa. Cái protein điều hòa này đâu ra? Protein điều hòa là nó sẽ được dịch mã từ cái gen điều hòa. Cái gen điều hòa này nó không hề nằm ở trên operon nha. Gen điều hòa nằm riêng, không nằm trên operon. Và gen điều hòa này á, nó sẽ phiên mã rồi nó sẽ dịch mã cho ra cái protein điều hòa. Và cái protein điều hòa này thì nó có hai loại. Protein điều hòa có hai loại. Một á, là protein ức chế hay còn gọi là điều hòa, hay còn gọi là repressor, hay còn gọi là regulator. Những cái chữ này mình phải biết hết nha, bởi vì nhiều khi á, là khi mà các bạn thi chẳng hạn ha, cái thi là trong cái ngân hàng đề có sẵn á, chứ cô không có soạn tay mới nữa đâu. Thì á, nhiều khi mà các bạn thi á, cái nó có những cái chữ như là repressor hay là regulator rồi đó. Đó thì những cái chữ này mình phải biết là người ta đang nói tới protein ức chế nha. Thì cái protein ức chế này nó sẽ gắn vào đâu? Nó sẽ gắn lên trên cái vùng operator. Và khi mà nó gắn lên operator như vậy á, thì mình tưởng tượng đi, nó gắn lên cái vùng operator này nè. Thì á, khi mà ARN polymerase bám vào cái promoter này rồi đó, thì ARN polymerase đâu có trượt qua được cái cục đá này đâu để mà nó phiên mã cái sen cấu trúc. Đó, do đó là khi mà cái protein điều hòa hay còn gọi là protein ức chế thì nó gắn lên trên cái operator đó, thì cái vùng mà thì cái nó ngăn cản phiên mã của sen cấu trúc. Ngăn cản phiên mã sen cấu trúc. Và cái gen mà nó cái điều hòa,
cái sự điều hòa mà làm ngăn cản phiên mã xen cấu trúc đó, thì nó gọi là điều hòa âm. Tức là khi nào mà các bạn thấy có chữ điều hòa âm ở đây, có nghĩa là điều hòa mà ngăn cản phiên mã xen cấu trúc nha. Rồi một loại protein nữa gọi là protein hoạt hóa ha. Thì cái protein hoạt hóa này á, protein hoạt hóa là nó sẽ gọi là nó cũng được dịch mã từ cái gen điều hòa này luôn. Và cái protein hoạt hóa này nó sẽ gắn lên đâu? Vị trí gắn của nó là, một á, là nó gắn lên cái vùng khởi động của promoter. Hai á, là nó gắn lên trên một cái trình tự Enhancer. Enhancer là một cái trình tự tăng cường nằm ở đầu 5 phẩy hoặc là 3 phẩy của ADN ha. Thì khi mà nó gắn lên một trong hai cái trình tự đó thì nó sẽ kích thích phiên mã xen cấu trúc nha, kích thích phiên mã xen cấu trúc. Và gen mà khi nào các bạn thấy mà được điều hòa bởi protein hoạt hóa thì cái đó là kiểu điều hòa dương ha. Rồi ở đây mình có thêm hai cái thuật ngữ nữa là chất cảm ứng với lại chất ức chế. Thì chất cảm ứng là gì? Chất cảm ứng có nghĩa là khi có sự xuất hiện của nó thì giúp cho gen phiên mã được, có nghĩa là chất mở gen giúp cho gen phiên mã được nha. Còn chất ức chế là chất làm đóng gen, tức là khi mà có sự xuất hiện của cái chất này thì gen nó sẽ ngừng phiên mã nha. Và cái chất cảm ứng thì nó sẽ tham gia vào phân dị hóa. Các bạn hiểu phân dị hóa có nghĩa là phản ứng phân giải chất, tức là từ một chất nó phân giải ra thành nhiều chất thì gọi là dị hóa. Còn phản ứng đồng hóa là phản ứng tổng hợp chất, tức là nhiều chất như vậy nó tổng hợp thành một chất thì gọi là đồng hóa ha. Rồi ok, bây giờ trước khi mình đi sang các cái kiểm soát phiên mã này á, các bạn sẽ ôn lại cho cô những cái gì nãy giờ cô mới vừa nói, tại vì mình phải nhớ cái đó thì mình mới học tiếp cái phần các cái kiểm soát phiên mã tiếp được nha. Là bây giờ nè, cô hỏi tới đâu mình nói tới đó nha. Bây giờ hen, một cái operon nha, cho cô biết là một cái operon nó sẽ có những cái vùng trình tự nè. Các bạn có thể bật micro lên nói cho nó nhanh đi lắm. Ok, mời bạn Thục Hiền. Thưa cô, operon gồm là promoter và gen cấu trúc. Còn operatom là nó nằm ở một là bên cạnh, hai là ở khoảng ở chơ ở giữa promoter với lại là gen cấu trúc. Cô đang hỏi mình là cái operon. Operon thì nó sẽ khác với là operator. Operator có nghĩa là một cái vùng vận hành thôi ha. Còn operon ở đây là nó sẽ bao gồm có 3 vùng ha. Giống như các bạn có ghi nè, operator cái operon thì nó sẽ bao gồm 3 vùng là cái gì? Là cái promoter, gen điều hòa với lại là, quên, từ từ, gì đây? Operon. Operon thì sẽ bao gồm có, operon thì sẽ bao gồm có đây nè, bây giờ mình nhìn cái hình cho cô nè, nhìn cái hình đây. Cái hình này nó là một operon. Nghe. Operon là nó bao gồm có promoter nè, operator nè, với lại gen cấu trúc nè. Được chưa? Cho nên là mình ghi bị sai rồi, bạn nào mà mình ghi gen điều hòa là sai nha. Rồi, cô ghi câu trả lời đúng ở đây để bạn ân, bạn viết, bạn tổng hợp. Câu trả lời đúng là promoter gen cấu trúc với lại operator. Rồi, đó là một cái operon ha. Còn cái gen điều hòa nó không nằm trên operon nha lớp nha. Mình lưu ý, gen điều hòa không nằm trên operon, gen điều hòa nằm ở khúc khác ha. Rồi, bây giờ cái tại sao mình gọi nó là gen cấu trúc?
Tên cấu trúc này á, nó sẽ dịch mã cho ra cái protein đóng vai trò là gì đó. Tên cấu trúc nó sẽ dịch mã cho ra cái protein đóng vai trò là gì? Ừ, đúng rồi, đóng vai trò là enzyme, tức là tham gia chuyển hóa, trao đổi chất nha. Rồi, còn cái promoter á, là cái vùng khởi động, nó sẽ là cái nơi để mà cho enzyme arrhenium polymerase gắn vào để khởi động phiên mã nha. Rồi, bây giờ cô mới hỏi nè, cái gen điều hòa đó, cái gen điều hòa đó, khoan, cái protein điều hòa thì nó sẽ được dịch mã từ cái gen điều hòa. Nghe, protein điều hòa thì sẽ được dịch mã từ gen điều hòa, và mỗi cái gen như vậy thì nó đều có promoter dành cho nó hết thì nó mới phiên mã được. Nghe. Rồi bây giờ cô mới hỏi là cái protein điều hòa á, thì nó có hai loại đúng không? Mình đã học nó có hai loại. Như vậy cô hỏi là cái loại protein nào? Protein ức chế là cái protein mà nó sẽ gắn lên trên đầu của cái operon. Protein ức chế nha, tức là cái repressor hay còn gọi là operator, hay còn gọi là cái regulator á, nó sẽ gắn lên cái vị trí nào của operon, và khi nó gắn lên như vậy thì nó sẽ làm cho cái gen cấu trúc nó như thế nào. Cô mời bạn Mỹ Tiên. Tiên, Tiên ơi, Tiên có nói không? Hồng Ân nói đi em. Dạ thưa cô, là gắn lên operator. Như vậy thì khi mà cái protein ức chế nó gắn lên operator thì cái gen cấu trúc đó nó có được phiên mã không? Ông. Dạ thưa cô, được ạ. À, cô, à dạ không cô, nó sẽ ngăn phiên mã em nhầm. Đúng rồi. Cô thấy câu trả lời của bạn Tiên rồi. Ok. Rồi ok ân. Khi mà cái gen, cái protein ức chế, tức là cái repressor mà gắn với operator thì nó sẽ ngăn phiên mã gen cấu trúc. Rồi, một cái loại protein nữa nó là protein hoạt hóa. Vậy vị trí gắn của protein hoạt hóa là gắn lên đâu vậy đó? Vị trí gắn của protein hoạt hóa là gắn lên, đúng rồi, promoter hoặc là enzyme sơ, và nó sẽ kích thích phiên mã gen cấu trúc. Như vậy cô hỏi mình là cái trình tự nào nó không nằm trên operon nhưng mà nó điều khiển được cái hoạt động của operon, tức là nó sẽ cho phép operon đó đóng hoặc là mở phiên mã. Trình tự nào mà nó không nằm trên operon nhưng mà nó có thể làm cho operon nó đóng phiên mã hoặc mở phiên mã là bởi vì nó. Rồi, cái trình tự đó chính là gen điều hòa ha, gen điều hòa. Gen điều hòa là nó không nằm trong operon, nó đâu có nằm trong operon đâu. Nhưng mà gen điều hòa này nó dịch mã ra protein điều hòa, cho nên là cái protein điều hòa này nó kiểm soát. Protein điều hòa này nó có hai loại đúng không? Đó là protein ức chế thì nó gắn lên trên cái operator, cho nên nó sẽ ngăn phiên mã gen cấu trúc. Còn nếu mà nó là protein hoạt hóa thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ gắn lên promoter và nó sẽ cho phép kích thích cái sự phiên mã xảy ra. Do đó là gì, người ta mới nói là cái gen điều hòa này nè, nó không nằm trong operon nhưng mà nó có thể điều khiển được hoạt động của cái gen cấu trúc, tức là điều khiển hoạt động của cái operon. Nghe. Ok. Rồi, tiếp theo. Bây giờ mình sẽ đi vào các cái loại điều hòa phiên mã nha. Đầu tiên mình sẽ học điều hòa cảm ứng âm trước. Rồi, bây giờ điều hòa cảm ứng âm có nghĩa là gì? Bây giờ cô giải thích cái chữ cảm ứng âm nè. Hồi nãy cô có nói với mình á, khi nào mình gặp cái chữ điều hòa âm,
Âm có nghĩa là điều hòa bởi protein ức chế hay còn gọi là repressor, có nghĩa là bởi vì do cái protein ức chế cho nên là cái gen cấu trúc đó nó đang bị ngừng phiên mã, giống như cái hình này ha, giống như cái hình này, cái hình này là cái hình, cái này nó phải, cô phải mở lớn lên mới được. Đây nè, đây ha. Rồi, âm có nghĩa là điều hòa bởi cái protein ức chế, có nghĩa là cái protein ức chế đó đó, nó làm cho cái gen cấu trúc ha nó bị ngừng phiên mã, giống như cái hình hiện tại nè. Rồi sau đó đó nó mới xuất hiện một cái chất gọi là chất cảm ứng. Thì hồi nãy mình học rồi, chất cảm ứng là gì? Chất cảm ứng là khi có sự xuất hiện của nó thì nó sẽ kích thích phiên mã gen cấu trúc, nó sẽ mở mở phiên mã gen cấu trúc ha. Rồi như vậy thì cái kiểu kiểm soát cảm ứng âm này nó xảy ra trong phản dị hóa. Phản dị hóa có nghĩa là phản ứng mà phân giải chất nha, phân giải chất tức là từ một chất phân giải ra thành nhiều chất. Là bây giờ mình sẽ đi sang cái ví dụ của cái hệ điều hòa cảm ứng âm, đó là hệ lacto. Thì hệ lacto nó sẽ bao gồm có những cái thành phần như sau. Một cái hệ bất kỳ nào đó thì nó sẽ bao gồm có, một á, là cái gen điều hòa cho hệ đó, và hai á, là cái operon của cái hệ đó. Như vậy thì đối với lại cái hệ lacto thì nó sẽ bao gồm, thứ nhất là gen điều hòa tên là LACY. Đây là gen điều hòa LACY, nó sẽ điều hòa hoạt động của cái operon, và dĩ nhiên là nó không nằm trong operon nha. Rồi kế bên LACY, trước LACY nó sẽ có một cái promoter dành cho cái gen này để mà nó phiên mã ra cái gen này nha. Rồi cái thứ hai nữa là nó sẽ có một cái operon lắc, gen điều hòa và cái operon cho cái hệ đó, thì operon này là operon lắc. Thì trên cái operon lắc nó sẽ có cái gì? Trên operon lắc này á, nó sẽ có cái, hồi nãy mình học là gì? Operon thì có ba vùng trình tự. Một á, là gen cấu trúc. Đây, gen cấu trúc cho operon lắc là gen cấu trúc lắc Z, lắc Y và lắc E. Rồi, hai á, là operator. Và ba á, là promoter. Được hen. Rồi, thì cái phần gen cấu trúc này là gen lắc Z, lắc Y và lắc E này, nó sẽ phiên mã. Và sau đó thì nó phiên mã thì nó sẽ cho ra một 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 phân tử ARN thông tin. Trên đó nó sẽ có chứa cái vùng trình tự của ba cái gen này nối tiếp nhau. Và do đó khi mà nó dịch mã đó thì nó sẽ cho ra ba loại protein đóng vai trò là enzyme. Thì trong đó nó có enzyme beta galactosida, rồi enzyme beta galactosid bạc, rồi enzyme beta galactosid transacetyl-CoA. Em bây giờ mình sẽ coi vai trò của những cái enzyme này. Thì á, mình để ý cho cô cái vai trò của enzyme beta galactosida. Enzyme này nó có hai vai trò. Một á là nó sẽ phân giải thành gluco, tức là nó phân giải lacto thành gluco và galacto cho tế bào sử dụng. Bởi vì cái lacto này là đường đôi, lacto là đường sữa mà mình uống, lacto nó là đường đôi, thì tế bào không xài được. Cho nên là trong cái tế bào vi khuẩn mà nếu như nó có enzyme beta galactosida này thì nó mới xài được cái đường đôi, tức là nó phân giải thành gluco và galacto cho tế bào sử dụng nha. Rồi hai á là cái beta galactosida này nó còn có một cái vai trò nữa là nó sẽ chuyển hóa thành cái đồng phân là alolacto. Tức là cái đường lacto này á, trong cái công thức hóa học của đường lacto này thì bao gồm có gluco và galacto liên kết với nhau bằng liên kết 14D-glycosid. Nhưng mà khi mà có enzyme beta galactosida thì nó sẽ chuyển hóa cái lacto này thành alolacto. Và cái đường ở cái công thức hóa học của alolacto này là bao gồm gluco và galacto nhưng mà nó liên kết bằng 16D-glycosid. Như vậy thì alolacto này chính là cái đồng phân của cái đường lacto. Rồi. Một cái enzyme nữa là enzyme bạc mia. Enzyme bạc mia này nó làm gì? Bạc mia này nó sẽ vận chuyển lacto qua màng tế bào, qua màng để mà đi vào bên trong tế bào để cho vi khuẩn nó sử dụng ha. Và bây giờ mình mới sang cái lý luận như thế này. Bây giờ trong trường hợp thứ nhất ha, bây giờ các bạn cứ suy nghĩ thôi, các bạn suy nghĩ để cho mình mai mốt mình thi mình dễ làm bài trước cái đã, rồi xong rồi cô mới giải thích cái cơ chế sau. Rồi bây giờ nếu như trong trường hợp không có lacto thì sao? Không có lacto thì cô hỏi mình nè, bây giờ mình nuôi con vi khuẩn mà mình không bổ sung đường lacto vào trong tế bào, không bổ sung
mình nuôi con vi khuẩn ha, mình không bổ sung đường lacto vào trong cái môi trường nuôi con vi khuẩn đó ha, thì cái con vi khuẩn đó nó có nhu cầu phải tiết ra cái enzyme để mà nó phân giải đường lacto cho nó xài không? Giống như khi mình nuôi cá gì đó, mình không có thải đồ ăn gì vô cho nó ăn hết á. Như vậy thì con cá đó nó có cái nhu cầu tiết ra cái gì, tiết ra enzyme gì đó để phân giải cái đồ ăn mà mình đưa cho nó không? Ừ đúng rồi, mình đâu có cung cấp đồ ăn cho nó đâu mà nó phải tiết ra enzyme chi cho nó tốn năng lượng. Hình dung được không? Tức là lúc này điều kiện của môi trường bảo nó là không cần phải tiết ra enzyme. Đó, cho nên nó là gì? Không cần tiết enzyme có nghĩa là không cần phải tạo ra protein. Mà không cần tạo ra protein thì cũng đâu cần phải phiên mã ra ARN thông tin để làm cái gì. Đúng chưa? Cho nên là khi không có lacto thì nó sẽ không có sự phiên mã xảy ra. Nha. Nè, đó là đối với phản dị hóa thì mình mới lý giải như vậy nha. Lý giải đối với phản dị hóa là phân giải chất, thì có chất mới phân giải, còn không có chất thì không cần phải phân giải nha. Rồi bây giờ mình sẽ xem trong cái cơ chế điều hòa của cái Oculi nó sẽ như thế nào. Rồi trong cơ chế điều hòa nó sẽ như vậy, khi không có lacto thì sao, thì cái sen điều hòa này nó sẽ tạo ra cái repressor, tức là cái protein điều hòa. Cái protein điều hòa này là protein ức chế mà hồi nãy mình học rồi. Protein ức chế là gắn lên đâu? À, gắn lên cái operator. Như vậy khi protein ức chế mà nó gắn lên operator như vậy thì sao? Thì cái lúc mà cái promoter, cái enzyme ARN polymerase mà nó bám lên promoter để nó bắt đầu nó phiên mã cái gen cấu trúc này nè. Thì khi mà nó bám lên promoter như vậy á, nó mới bắt đầu trượt. Nó trượt thì nó gặp phải cái thằng operator này rồi, nó dính vô đây rồi, cho nên là nó đâu có trượt qua được để mà nó phiên mã gen cấu trúc. Đó, do đó là gì? Khi mà không có lacto thì sẽ không có phiên mã và do đó không có enzyme được tạo thành. Ok nha. Còn tại sao nó không phiên mã là bởi vì khi không có lacto thì cái thằng protein ức chế này nó gắn lên operator. Cho nên là cái ARN polymerase bám lên promoter sẽ không trượt qua được để mà phiên mã gen cấu trúc. Ha. Rồi, tiếp theo. Như vậy thì khi mà có lacto thì sao? Tức là khi mà có đồ ăn rồi đó thì sao? Thì lúc này nó phải gì? Nó cần tiết ra enzyme chứ, để cho nó phân giải chất để cho nó xài, đúng không? Như vậy thì khi có lacto hiển nhiên là nó sẽ có protein. Mà muốn có được protein thì nó phải có ARN thông tin. Như vậy thì khi có lacto thì nó sẽ có phiên mã. À, nhưng mà cần phải có một cái điều kiện nữa là có lacto nhưng mà phải không có gluco thì mới được. Bởi vì sao? Gluco là đường đơn. Thì nếu như có đường đơn rồi đó thì nó sẽ xài hết đường đơn. Xài hết đường đơn rồi nó mới xài qua lacto. Nha. Cho nên trong trường hợp là có lac mà không có glu thì mới cần tiết ra enzyme, tức là mới cần phiên mã ra ARN thông tin. Được ha? Rồi, bây giờ cô mới giải thích. Tại sao vậy? Tại sao mà cơ chế điều hòa như thế nào mà khi mà có lắc thì nó phải phiên mã? Ha. Rồi, cơ chế của nó như sau. Khi mà chỉ có một vài lacto thôi đó. Như vậy thì cái enzyme bẹt mia là enzyme mà vận chuyển lacto đang từ ở trong môi trường á, nó phải đi qua cái màng tế bào rồi nó mới đi vào trong tế bào E. coli để cho con vi khuẩn đó nó xài. Đó, như vậy thì lúc này enzyme bẹt mia nó đâu có nhiều đâu, bẹt mia nó còn sót lại của cái lần trao đổi chất trước cho nên nó không nhiều. Mà enzyme bẹt mia không nhiều như vậy thì nó sẽ vận chuyển đường lacto không có hiệu quả, cho nên chỉ có một ít lacto được vận chuyển qua màng tế bào mà thôi. Do đó trong tế bào nó chỉ có một ít cái lacto thôi ha. Thì khi mà có ít lacto như vậy á thì cái tế bào vi khuẩn á, nó sẽ tiết kiệm cho nên nó chưa có phân giải thành galacto với lại gluco. Giống như mình á, nếu mà mình theo cái kiểu người mà tiết kiệm á thì mình có một ít tiền cái mình để dành từ từ mình xài ha. Còn có một số bạn mà nếu mà mình không có tiết kiệm á thì thôi mình có bao nhiêu mình xài bấy nhiêu, nên thì vi khuẩn nó chọn cái kiểu là mình có một ít tiền rồi á thì mình để dành ha. Thì ở đây á là nó mới có được chuyển có một ít lacto thôi, cho nên nó là nó sẽ nhờ có cái enzyme là beta galactosidase đó
nó chuyển thành cái đồng phân của nó là aloractone nha. Nó sẽ chuyển thành cái đồng phân là aloractone. Rồi thì khi mà có aloractone này nè, thì aloractone nó mới gắn lên trên cái repressor, tức là gắn lên trên cái protein ức chế, và nó làm thay đổi cái cấu hình dị lập thể của protein ức chế. Cho nên lúc này cái protein ức chế nó gắn rất là lỏng lẻo lên trên operator, nó thay đổi vị trí gắn lên trên operator. Cho nên là RNA polymerase khi nó bám lên cái promoter này để mà nó bắt đầu nó khởi động phiên mã đó, thì nó vẫn trượt qua được cái chỗ lỏng lẻo này, nó vẫn chui qua được để mà nó phiên mã ba cái gen cấu trúc lắc Z, lắc Y với lại lắc A. Và khi mà nó phiên mã xong đó, nó phiên mã xong đó, ra RNA thông tin rồi đó, thì nó lại tiếp tục là gì? Nó dịch mã, nó dịch mã ra ra cái protein ha. Và khi mà dịch mã ra protein có nghĩa là gì? Mình nói đây là gen cấu trúc mà, gen cấu trúc này nó mã hóa cho ba cái enzyme là gì? Beta galactosida, rồi beta galactosid trans-acetin ra, với lại là beta galactosid bạc mi A. Như vậy thì lúc này cái lượng enzyme là beta galactosid bạc mi A nó bắt đầu nhiều lên rồi nè, tức là cái enzyme mà vận chuyển đường lacto qua màng tế bào á, nó nhiều lên rồi nè. Như vậy nó nhiều lên thì sao? Nó nhiều lên nó thì nó sẽ vận chuyển lacto từ trong môi trường vào bên 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 qua màng tế bào, và bên trong tế bào cho vi khuẩn xài nó sẽ nhiều hơn. Mà khi mà tế bào vi khuẩn nhận được lacto nhiều rồi thì bắt đầu nó xài được rồi, chứ nó không cần để dành nữa. Tức là bây giờ nó qua khỏi cái đời sống kham khổ rồi, bắt đầu nó bắt đầu giàu có hơn một tí rồi đó, thì nó sẽ xài. Như vậy thì lúc này beta galactosida nó sẽ phân giải đường lacto thành gluco và galacto cho tế bào xài. Nhưng mà xài một lúc nào đó thì sao? Cũng phải hết chứ. Cho nên là khi mà lacto nó bị cạn kiệt rồi đó, thì alolacto nó sẽ tách ra khỏi cái protein ức chế. Và khi nó tách ra khỏi protein ức chế như vậy á, thì cái protein ức chế này trở về lại trạng thái bình thường, tức là nó không có bị thay đổi cấu hình gì lập thể nữa. Mà trạng thái bình thường của protein ức chế là gì? Là nó sẽ gắn lên trên cái operator. Và khi mà nó gắn lên operator như vậy thì cái enzyme RNA polymerase bám vào promoter để mà nó khởi động phiên mã đó, nó cũng sẽ không trượt qua được operator và nó không phiên mã ra được gen cấu trúc. Và như vậy thì lúc này gen cấu trúc ngừng phiên mã và ngừng tạo ra enzyme. Được hen? Thì đó là cái cơ chế điều hòa của hệ Overomelas. Rồi bây giờ cô tóm tắt lại từ đầu cho mình nè. Bây giờ khi không có lacto, cô hỏi nè, khi không có lacto là trường hợp A đó, thì có phiên mã hay không phiên mã nè? Đúng rồi, khi không có lacto thì không phiên mã. Bây giờ cô giải thích nha, mình nghe lại một lần để mình nhớ. Không có lacto thì cái protein ức chế sẽ được tạo thành từ cái gen điều hòa, và protein ức chế này nó sẽ gắn lên trên operator. Khi đó thì cái promoter thì cái RNA polymerase gắn lên cái promoter này á, nó khởi động phiên mã đó, thì nó sẽ không trượt qua được cái operator để mà nó đọc phiên mã gen cấu trúc nè. Rồi còn khi mà có lắc và không có glu, tức là trường hợp B, thì nó có phiên mã không? Đúng rồi, nó có phiên mã ha. Rồi và nó phiên mã đến chừng nào nó ngừng? Nó phiên mã đến khi nào thì nó không phiên mã nữa? Nó phiên mã đến khi mà nó hết lacto thì nó sẽ không phiên mã nữa, tức là nó quay lại trường hợp ở trên đầu A này nè. Rồi bây giờ cô sẽ giải thích nha, có lắc mà không có glu thì tại sao nó lại phiên mã nha. Cái khi có lắc đó thì lắc này nó sẽ được chuyển hóa thành cái đồng phân của nó là alolacto, và cái alolacto này nó sẽ gắn lên trên cái protein ức chế và làm thay đổi cấu hình dị lập thể của protein ức chế. Cho nên là cái protein ức chế này nó không có gắn chặt lên operator, mà nó sẽ thay đổi cái vị trí gắn của nó với lại operator. Do đó mà cái enzyme RNA polymerase khi bám lên promoter vẫn có thể len lỏi trượt qua được để mà phiên mã ba cái gen cấu trúc này. Thì khi phiên mã xong ba gen cấu trúc á, tức là nó phiên mã ra một cái trình tự RNA thông tin chứa thông tin quy định ba gen cấu trúc, và sau đó nó sẽ dịch mã ra ba loại protein tương ứng đóng vai trò là enzyme, đóng vai trò là enzyme ha. Thì trong đó nó có enzyme bạc mi A, tức là enzyme vận chuyển đường lacto,
Thì lúc này đường lacto đi vào trong tế bào nhiều rồi thì tế bào sẽ phân giải lacto thành gluco và galacto nhờ có cái enzyme là beta galactosida nha. Rồi, như vậy thì khi phân giải ra đường lắc phân giải lacto thành gluco và galacto rồi đó thì lúc này cái nó sẽ phân giải đến một lúc nào đó thì cái đường lacto này nó sẽ hết. Mà đường lacto này nó hết rồi đó thì nó sẽ quay lại cái trường hợp A này nè, là nó sẽ không có phiên mã nữa, bởi vì là repressor nó sẽ gắn lên trên operator và là ngăn cản phiên mã sinh cấu trúc nha. Rồi mình xong cái phần thứ nhất là cái hệ lắc operon. Bây giờ các bạn sẽ suy nghĩ và trả lời cho cô 6 cái câu hỏi của cái phần hệ lắc operon này nè, để mà mình hiểu hơn về cái hệ này nha. Và mình suy nghĩ đi rồi một xíu nữa cô quay lại mình trả lời cho cô ha. À, câu số 1 bạn nào trả lời? Kiểu điều hòa là kiểm soát cảm ứng âm. Đúng rồi, bây giờ cho cô biết cảm ứng âm là gì đó. Cảm ứng âm có nghĩa là gen đang bị điều hòa âm, có nghĩa là điều hòa ngăn cản sự phiên mã thì sẽ xuất hiện một cái chất cảm ứng. Ha, chất cảm ứng nó sẽ có vai trò là gì? Mở phiên mã nha. Rồi câu số 2, thành phần của hệ lacto hoang dại. Cô mời Hồng Liên. Dạ thưa cô, là thành phần của hệ lacto hoang dại là bao gồm là gen điều hòa lac y, operon lac là gồm có promoter, operator và gen cấu trúc có của beta galactosidase, em không biết đọc cái chữ đó cô, Việt Nam bơ dạ dạ trans trans acetic. beta galactosidase Yeah. trans acetin lên. Lớp chờ cô xíu. Ok. Thành phần của hệ lacto hoang dại bạn Liên trả lời đúng rồi đó. Có nghĩa là nó bao gồm có gen điều hòa và operon lac. Thì trong operon lac nó sẽ bao gồm có ba vùng trình tự là promoter, operator với lại là ba gen cấu trúc lac z, lac y và lac e ha. Rồi ok. Câu số 3. Vai trò của beta galactosidase là gì lớp? Vai trò beta galactosidase. Cô mời Quốc Thái. Thưa cô, là nó chuyển hóa lacto thành alolacto quá. Rồi còn gì nữa không? Mình có tới hai vai trò của beta galactosidase rồi. Thưa cô, là nó biến đổi liên kết 16 glycosid trong alolacto thành liên kết 14 trong lacto đúng không cô? Lộn. Sai, sai, sai rồi. Nó chuyển ngược lại, tức là nó sẽ chuyển 14 D-glycosid trong của alo ở trong lacto thành 16 D-glycosid ở trong cái đường alo-lacto. Tức là nó chuyển ngược lại, nó biến đổi liên kết 14 galacto với lại là đường lacto với lại 14 là giữa galacto với gluco của đường lacto thành cái liên kết 16 giữa gluco với galacto trong đường alolacto.
giống như bạn Hồng Liên ghi gì nè. Rồi ngoài cái chuyển hóa thành đồng phân đây, nó còn có một vai trò nữa hả? Là phân giải lacto thành glucose glucose cộng với ga lacto đúng không con? Đúng rồi, chính xác, phân giải lacto thành gluco với lại galacto. Ok, rồi câu số 4 đó. Câu số 4 đó, các bạn mình giơ tay trả lời đi, tại vì mình có cái phần giải thích á, mình nói cho nhanh. Cô mời Thục Hiền. Dạ thưa cô là hệ lacto bị đóng là khi không có lactose lột. Hệ lactoberon bị đóng phiên mã là khi không có lactose, bởi vì là khi mà nó bị đóng thì protein điều hòa nó sẽ gắn vào phần oberon làm cho cái enzyme ADN polymer sơ không thể chuột qua được để phiên mã. Ok, đúng rồi. Khi mà không có lacto thì cái protein ức chế nó sẽ gắn vào operator và do đó nó sẽ làm ngăn cản phiên mã gen cấu trúc. Rồi, tiếp theo, câu số 5. Cô mời Mỹ Tiên. Tiên ơi, bật bật mic Tiên ơi. Tiên ơi, có vấn đề về mic, bật mic không không lên. Ok, rồi vậy Tiên có thể ghi cũng được nhưng mà nó dài dòng lắm. Rồi vậy bạn nào mình có thể trả lời được giùm cô là khi nào, trả lời cho cô câu số 5 đi. Thục Hiền nãy mình trả lời rồi, còn bạn nào khác không? Hồng Liên nãy cũng nói rồi nè. Cô mời Ngọc Hân. À, dạ thưa cô là khi nào gen cấu trúc được phiên mã là khi môi trường có lacto nhưng không có luco, phiên mã đến khi lacto bị phân giải hết thì dừng lại. Thưa cô là bởi vì khi môi trường có lacto nhưng không có luco, một số phân tử đường liên kết với protein ức chế làm biến đổi cấu trúc không gian ba chiều của nó, làm cho protein ức chế không thể liên kết với vùng vận hành, và ARN polymerase có thể liên kết được với vùng khởi động để tiến hành phiên mã. Sau đó các phân tử mRNA của các gen cấu trúc được dịch mã tạo ra enzyme phân giải đường lacto. Khi đường lacto bị phân giải hết thì protein ức chế lại liên kết với vùng vận hành ngăn cản quá trình phiên mã. Ok. Khi có lacto thì nó sẽ phiên mã. Rồi, lý giải là bởi vì khi có lacto thì lacto nó sẽ chuyển hóa thành alolacto và lúc đó nó sẽ làm thay đổi cái cấu hình vị lập thể của cái protein ức chế. Cho nên protein ức chế nó sẽ gắn lỏng lên operator. Do đó mà ARN polymerase vẫn trượt qua được cái phần promoter để phiên mã sang cấu trúc. Và dĩ nhiên là nó phiên mã cho tới khi mà nó hết lacto thì nó sẽ ngừng phiên mã. Rồi tiếp theo, câu số 6. Dạ thưa cô em trả lời được không ạ? Ai vậy? Bạn nào mới Dạ. nói vậy? Dạ anh Thư ạ. Ok, nói đi. Dạ thưa cô là chất cảm ứng hệ lactoberon là lacto, và vai trò của chất cảm ứng đó chính là lacto bám vào chất ức chế làm nó bị bất hoạt, dẫn đến là giống như là nó gây bất hoạt protein ức chế ạ. À. Ok. Chất cảm ứng của hệ lactoberon là, hồi nãy em nói là alolacto hay là lacto gì biết? Dạ thưa cô là lacto ạ. Chất cảm ứng của lactoberon á, nó là alolacto nghe, chứ không phải lacto đâu. Tại vì á, là gì nè, khi mà mới có lacto á, thì lacto này á, nó không có gắn lên cái protein ức chế.
mà cái lacto này nó phải được chuyển hóa thành alolacto, thì cái alolacto này nó mới gắn lên cái protein ức chế, nó làm thay đổi cấu hình của protein ức chế, thì lúc đó đó nó thì lúc đó nó mới làm cho cái protein ức chế này nó gắn lỏng lên operator. Cho nên cái trong trường hợp này chất ức chế của nó, cái chất cảm ứng của cái hệ này á, nó là alolacto em chứ không phải là lacto em nha. Là thì vai trò của nó là làm thay đổi cấu hình vị đặc thể của cái protein ức chế em. Thì bạn trả lời cũng có ý đúng nữa. Rồi ok, là như vậy là mình xong cái hệ điều hòa cảm ứng âm nha. Bây giờ mình đi sang điều hòa ức chế âm ha. Rồi bây giờ điều hòa ức chế âm á, thì âm là gì? Âm cũng là điều hòa bằng repressor, nhưng mà trong trường hợp này á, cái repressor nó chỉ là cái chất ức chế gốc thôi. Và bởi vì nó là chất ức chế gốc cho nên nó không có chức năng, cho nên là cái gen cấu trúc nó vẫn được phiên mã em, cho nên gen cấu trúc nó vẫn được phiên mã đó. Thì ở đây mình thấy nó lạ chỗ là gì, âm là đáng lý là nó sẽ không có phiên mã, nhưng mà thực ra cái điều hòa ức chế âm này á, thì âm là điều hòa bằng repressor. Và lúc này thì cô mở cái hình lớn này lên cho mình cho nó dễ. Này, âm có nghĩa là điều hòa bằng repressor, thì mình nhớ cho cô là cái repressor trong trường hợp này nó lại là chất ức chế gốc không có chức năng, cho nên nó làm cho gen cấu trúc nó vẫn phiên mã được ha. Này, nó vẫn phiên mã được ha. Rồi sau đó nó mới xuất hiện một cái chất ức chế. Sau đó nó mới xuất hiện một cái chất ức chế, và cái chất ức chế này á, nó sẽ hoạt hóa cái protein ức chế, nó sẽ hoạt hóa cái chất ức chế gốc á, và lúc này nó sẽ mới biến đổi thành cái phức hợp đồng ức chế để mà ngăn cản phiên mã gen cấu trúc. Và cái kiểu điều hòa ức chế âm này á, thì nó sẽ xảy ra trong phản đồng hóa. Phản đồng hóa có nghĩa là phản tổng hợp chất nha. Hồi nãy của mình nó là phân giải chất em, còn bây giờ là tổng hợp chất. Như vậy thì cái lý luận của mình nó sẽ khác so với lúc nãy em. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái oberon triptofan ha. Thì cái oberon triptofan á, tức là cái hệ triptofan nó sẽ bao gồm có hai phần giống như hệ lacto vậy đó. Một á là cái gen điều hòa cho cái oberon triptofan, và hai á là cái oberon triptofan. Thì operon tryptophan nó cũng gồm 3 vùng trình tự. Một đó là gen cấu trúc. Gen cấu trúc thì nó bao gồm có 5 gen. Và hai thì nó sẽ có cái vùng operator, và ba nữa là nó có cái promoter ha. Thì năm cái gen cấu trúc này á, nó sẽ mã hóa cho 5 cái enzyme tham gia vào quá trình tổng hợp axit amin tryptophan cho tế bào sử dụng nha. Rồi. Bây giờ cô mới hỏi mình, bây giờ mình suy luận để mai mốt mình dễ làm bài ha. Nếu như mà trong trường hợp mà trong tế bào bị thiếu tryptophan tức là thiếu axit amin, thiếu tryptophan, thì như vậy thì tế bào có cần tiết ra enzyme để tổng hợp axit amin tryptophan cho nó xài không? Đúng rồi, bởi vì đây là quá trình tổng hợp. Quá trình đồng hóa cho nên là khi thiếu thì nó phải cần enzyme để tổng hợp cho nó xài nhưng cần enzyme để tổng hợp cho nó xài. Rồi thì ở trong trường hợp này tại sao lại như vậy, bởi vì là ở đây nó có sự tham gia của cái repressor, thì cái repressor này nó cũng được dịch mã ra từ gen điều hòa, nhưng nó là một chất ức chế gốc, và bởi vì nó là chất ức chế gốc cho nên nó không có chức năng, không có chức năng cho nên nó không gắn được lên operator. Và do đó khi mà ARN polymerase bám được lên cái promoter này để mà khởi động phiên mã gen cấu trúc á, nó vẫn trượt qua được cái chỗ này, vẫn trượt qua được cái operator để mà nó phiên mã 5 cái gen cấu trúc này. Và khi nó phiên mã xong 5 gen cấu trúc á, như vậy thì sao? Thì nó sẽ có xảy ra cái quá trình dịch mã cho ra 5 cái enzyme đóng vai trò trong quá trình tổng hợp axit amin tryptophan. Nè. Rồi, như vậy thì khi mà tryptophan được tổng hợp dư thừa thì sao? Tryptophan mà tổng hợp dư thừa
Thì lúc này mình suy nghĩ ha, khi mà đã thừa quá rồi, tế bào nó xài không hết rồi thì nó đâu cần phải tổng hợp nữa, đúng không? Khi mà nó thừa rồi thì tế bào không cần tổng hợp nữa, cho nên là lúc này nó sẽ không cần có enzyme để mà tổng hợp nên axit amin tryptophan. Thì trong cái cơ chế điều hòa của nó như sau: khi mà tryptophan được tổng hợp dư thừa đó, thì tryptophan này nó sẽ trở nên là một cái chất đồng ức chế, và do đó nó sẽ gắn lên trên cái repressor. Repressor lúc này là chất ức chế gốc đó, nó gắn lên cái repressor này và nó trở thành một cái phức hợp gọi là chất đồng ức chế. Và cái chất đồng ức chế này nó sẽ gắn được lên operator, và khi nó gắn lên operator như vậy thì nó sẽ ức chế sự phiên mã của năm gen cấu trúc. Và ức chế phiên mã thì nó sẽ không có quá trình tạo ra protein, tức là không có enzyme được tạo thành. Và như vậy thì sao? Khi mà không có enzyme được tạo thành đó, thì đến một lúc nào đó tryptophan nó xài sẽ hết. Và khi mà tryptophan mà xài mà hết rồi đó, thì lúc này nó sẽ quay trở lại cái con đường là gì? Cái chất ức chế gốc, cái tryptophan mà nó hết rồi đó, thì tryptophan này nó sẽ tách ra khỏi cái chất ức chế gốc không chức năng, làm cho cái chất ức chế gốc này nè nó trở thành là chất ức chế gốc không chức năng. Và như vậy thì nó không gắn được lên operator, cho nên là cái enzyme arylen polymerase bám vào promoter vẫn có thể trượt qua được để mà phiên mã sinh cấu trúc. Rồi, như vậy thì bây giờ mình nhìn lên lại cái hình A với hình B nha. Cô sẽ hỏi và mình sẽ trả lời ha. Bây giờ mình cho cô biết cái hệ tryptophan á, hệ tryptophan nó sẽ có những cái thành phần nào? Này, cô mời Hồng Ly. Dạ thưa cô, là hệ tryptophan sẽ gồm 3 thành phần là promoter, operator và năm gen cấu trúc sẽ mã hóa năm enzyme tham gia vào quá trình tổng hợp tryptophan. Promoter, operator, năm gen cấu trúc. Rồi, cái đó mình gọi nó là operon rồi. Ngoài cái operon tryptophan ra nó còn có gì nữa đấy? Dạ thưa cô, là gen điều hòa. Đúng rồi, gen điều hòa, ok. Rồi, bây giờ cho cô biết là khi nào thì cái hệ tryptophan operon đó nó mở phiên mã, và giải thích tại sao mà nó mở phiên mã. Rồi, cho cô biết là khi nào hệ operon tryptophan mở phiên mã và giải thích tại sao. Mình nhìn trên hình đó, mình sẽ giải thích. Còn bạn nào khác trả lời không? Rồi, cô mời Thục Hiền nói đi. Dạ thưa cô, là nó mở khi là thiếu tryptophan thì cái gen điều hòa nó sẽ tạo ra một cái loại protein nó không gọi là ức chế gốc, mà cái ức chế gốc thì nó không có ngăn cản cái sự phiên mã của cái phiên mã của gen cấu trúc được, nên là cái enzyme adrenal polymerase thì nó vẫn có thể trượt qua và nó phiên mã năm cái cấu trúc đó thành tạo thành năm cái enzyme. Ok, có nghĩa là
đối với lại cái hệ tryptophan oberon á, thì cái chất ức chế cái protein ức chế, tức là cái repressor mà được dịch mã từ cái gen điều hòa đó, thì nó gọi là chất ức chế gốc không chức năng, cho nên nó không gắn được lên operator, nên do đó nó mới phiên mã được cái gen cấu trúc, năm gen cấu trúc. Rồi tiếp theo, như vậy thì nó phiên mã đến khi nào thì nó ngừng? Nó phiên mã đến lúc nào thì nó sẽ ngừng? Khi nó hình thành năm enzyme tổng hợp tryptophan. Nó mở phiên mã khi thiếu tryptophan. Ok, bây giờ câu hỏi là nó đóng phiên mã khi nào? Đóng phiên mã khi khi mà nó thừa tryptophan thì nó sẽ đóng phiên mã. Đúng rồi, khi nó thừa tryptophan ha. Nó thừa tryptophan thì nó sẽ đóng phiên mã. Như vậy thì tại sao nó thừa tryptophan nó lại đóng phiên mã vậy đó? À, khi thừa rồi. Rồi Hồng Liên nói đi. Dạ thưa cô, là khi mà nó dư thừa quá nhiều thì nó sẽ không cần tạo ra cái enzyme để mà tổng hợp thành tryptophan nữa, thì tryptophan này nó sẽ gắn vào recessor, sẽ tạo ra một cái phức hợp để ức chế tạo ra một cái phức hợp ức chế, nó sẽ làm có chức năng là làm cho dạ có chức năng là sẽ làm cho nói chung là nó sẽ gắn vào operator làm ức chế cái phiên mã này á cô. Cô nói lại nha. Tức là khi mà tryptophan dư thừa ha, thì tryptophan nó sẽ gắn lên trên chất ức chế gốc. Và lúc này nó sẽ làm thay đổi cái cấu hình của chất ức chế gốc này. Tức là nó tạo thành một cái protein ức chế có chức năng. Bởi vì nó có chức năng cho nên nó gắn được với operator. Do đó là nó sẽ ngăn cản cái phiên mã gen cấu trúc nha. Rồi, bây giờ cô hỏi tiếp nè. Như vậy thì cho cô biết cái phức hợp mà protein ức chế
trong trường hợp này á, cái phức hợp protein ức chế là nó là cái gì vậy đó? Phức hợp protein ức chế nó là bao gồm những cái chất gì trong đó? Bao gồm những thành phần nào trong đó? Dạ thưa cô là nó sẽ gồm là chất đồng ức chế là co-receptor cộng với receptor là chất ức chế gốc không hoạt tính để tạo ra được cái phức hợp ức chế chức năng. Ừ, vậy cô regressor trong trường hợp này nó là cái gì vậy em? Dạ chất đồng ức chế. Chất đồng ức chế của nó là chất nào? Trong cái bài này của mình nè, chất đồng ức chế là chất nào? Dạ, tryptophan. Đúng rồi, tryptophan. Rồi, như vậy thì cái phức hợp tức là cái protein ức chế trong trường hợp này là phức hợp giữa tryptophan với lại chất ức chế gốc nha, thì gọi là cái protein ức chế có chức năng được hen. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ đi sang cái kiểu điều hòa tiếp theo. Kiểu điều hòa tiếp theo là mình sẽ học sang điều hòa cảm ứng dương ha. Rồi, điều hòa cảm ứng dương ở đây á, mình sẽ học hệ arabino. Thì hệ arabino nó sẽ bao gồm có gen điều hòa ARC với lại là operon ARA. Thì trong cái operon ARA thì nó sẽ có cái cũng là có operator, promoter với lại các cái gen cấu trúc. Thì gen cấu trúc mình sẽ có 3 gen cấu trúc là BAD nha. Mã hóa cho cái gì? Ba cái gen cấu trúc BAD này nó sẽ được phiên mã thành ARN thông tin. Rồi, nó sẽ được phiên mã thành ARN thông tin và sau đó nó sẽ dịch mã cho ra cái nó sẽ dịch mã cho ra ba cái loại enzyme đóng vai trò trong quá trình chuyển hóa cái đường arabino. Rồi, ở đây mình sẽ thấy là ba cái gen cấu trúc BAD này là những cái enzyme này nè. Thì những enzyme này nó sẽ đóng vai trò trong quá trình chuyển hóa đường arabino thành các cái loại đường khác. Rồi, ngoài ra thì mình còn thấy có cái gì nữa? Có cái operon. Có cái operon. Có cái operator, operator. Rồi có cái vùng promoter với lại cái vùng gen điều hòa ARC. Rồi, thì cái hệ arabino nó có hai kiểu điều hòa, nó là cái hệ duy nhất mà có hai kiểu điều hòa, vừa điều hòa âm và vừa điều hòa dương. Như vậy thì khi mà môi trường không có arabino, tức là khi mà mình suy luận để mình làm bài thì khi không có arabino, cái cách suy luận của nó sẽ y chang như là lacto, bởi vì nó là phản ứng phân giải chất, cho nên khi không có arabino thì sẽ không có phiên mã, và khi có arabino thì sẽ có phiên mã. Rồi, như vậy á, thì cái cách suy luận thì nó giống với lacto, nhưng mà về cơ chế thì nó sẽ hơi khác với lacto một tí nha. Khi không có arabino á, thì cái kiểu điều hòa của nó là điều hòa âm tính. Điều hòa âm tính có nghĩa là nó sẽ điều hòa bởi regressor. Và như vậy thì cái protein ức chế là ARC này nè. Protein ức chế thì nó sẽ gắn lên đâu? Mình đã học là nó gắn lên operator. Và khi nó gắn lên operator như vậy thì nó làm thay đổi luôn cái cấu trúc của ADN luôn. Nó làm cha ADN thành cái cấu trúc dạng thòng lọng như vậy, và do đó là nó sẽ ngăn cản phiên mã sinh cấu trúc BAD. Rồi còn khi mà có arabino thì sao? Khi có arabino thì nó sẽ gọi là điều hòa dương, mà hồi nãy mình có học điều hòa dương rồi. Điều hòa dương có nghĩa là phải có sự xuất hiện của cái protein hoạt hóa. Như vậy thì điều hòa dương là khi mà có arabino thì arabino này nó sẽ gắn lên trên cái protein ức chế, và cái phức hợp giữa cái protein ức chế ARC với lại cái arabino này á, thì mình gọi nó là cái phức hợp protein hoạt hóa. Và protein hoạt hóa thì học rồi, vị trí gắn của nó là gắn lên đâu mấy đứa? Còn nhớ không?
protein mạch hóa, vị trí gắn này gắn lên đâu? Ờ đúng rồi, gắn lên trên promoter hoặc là an nhân sơ, và như vậy nó sẽ kích thích phiên mãn gen cấu trúc nha, kích thích phiên mãn gen cấu trúc rồi. Ok, như vậy thì ở đây ha, đối với lại cái kiểu điều hòa cảm ứng dương á, thì mình sẽ học là hệ arabino nha. Thì hệ arabino ở đây á, mình sẽ thấy là gì, nó có cái gen điều hòa ARC với lại cái operon ARA. Operon ARA thì bao gồm có gen cấu trúc BAD, promoter, operator. Thì khi mà không có arabino thì nó sẽ điều hòa theo kiểu điều hòa âm, tức là khi không có arabino thì nó không phiên mã đó. Như vậy thì cái protein ức chế nó sẽ gắn lên cho operator và làm cho thay đổi cái cấu trúc ADN, cho nên là nó sẽ không có phiên mã được, nó sẽ RNA polymerase nó không có trượt lên cái vùng promoter được luôn á, nó không có khởi động phiên mã được luôn á ha. Rồi còn khi mà có arabino thì sao, có arabino thì mình lập luận là nó sẽ có phiên mã. Thì ở trong cái cơ chế của nó thì khi có arabino, arabino nó sẽ tạo phức với lại cái protein ức chế, cho nên là cái phức này á nó sẽ là cái protein hoạt hóa, và protein hoạt hóa thì nó sẽ gắn lên trên cái vùng khởi động của promoter và do đó nó sẽ kích thích phiên mạng sen cấu trúc ha. Và như vậy là mình đã xong cái phần kiểm soát phiên mã ha. Bây giờ mình đi sang kiểm soát hậu dịch mã. Kiểm soát hậu dịch mã tức là sau khi dịch mã xong á, thì cái kiểm soát này á, mình gọi nó là kìm hãm ngược ha. Kìm hãm ngược là gì? Kìm hãm ngược có nghĩa là cái sản phẩm cuối được tạo thành á, cái sản phẩm cuối mà của quá trình sinh tổng hợp á, nó sẽ liên kết với lại enzyme đầu tiên trong cái quá trình sinh tổng hợp đó, và nó phong bế hoạt tính xúc tác của enzyme do thay đổi cái cấu hình vị lập thể và ngăn sản xuất quá độ sản phẩm cuối. Nha. Và bây giờ mình nhìn cái hình này cho nó dễ nha lớp nha. Đây. Cái hình này đi cô giải thích cái chỗ mà kiểm soát hậu dịch mã cho nó dễ. Rồi. Ở đây là cái quá trình sinh tổng hợp. Chờ cô xíu, cô nghe điện thoại chút nha. Rồi, ở đây ha, đây là cái quá trình sinh tổng hợp isoleucine từ cái cơ chất là threonine ha. Thì á, cái này là cái cơ chất là threonine này nè, thì nó sẽ nhờ cái enzyme đầu tiên trong chuỗi sinh tổng hợp là enzyme O1 này, nó sẽ tạo ra cái sản phẩm là số 2 là alpha ketobutyrat,
Rồi sau đó nó sẽ nhờ enzyme E2 để tạo ra sản phẩm số 3, rồi nhờ E3 tạo ra số 4, rồi xong nhờ E4 tạo ra số 5, rồi nhờ E5 tạo ra sản phẩm cuối là isoleucine. Thì khi mà isoleucine mà được tổng hợp quá độ đó, nhiều quá rồi, thì isoleucine này á, nó sẽ là cái chất kìm hãm và nó sẽ gắn lên cái chất, nó sẽ gắn lên cái enzyme đầu tiên trong cái chuỗi sinh tổng hợp á, là enzyme O1 này nha, và nó gắn lên cái vị trí hoạt động của cái enzyme O1 này, cho nên là cái enzyme O1 này nó bị bất hoạt, dạng như là mình nói là nó phong bế hoạt tính xúc tác là như vậy á, là nó làm cho cái enzyme O1 này không có hoạt động được. Mà O1 này không hoạt động được á, thì sẽ không có sản phẩm số 2 được tạo thành, mà không có số 2 thì cũng không có số 3, số 4 và số 5 luôn, và do đó không có isoleucine được tạo thành. Thì khi nào mà isoleucine mà nó hết rồi, nó xài tế bào nó xài hết rồi, thì lúc đó isoleucine nó mới nhả cái vị trí gắn với lại enzyme O1 ra. Và khi đó thì enzyme O1 này nó mới có hoạt tính trở lại và nó mới xúc tác cái con đường tổng hợp thành số 2, rồi tới số 3, số 4, số 5, và cuối cùng isoleucine này sẽ được tạo thành. Nên như vậy thì kiểm soát hậu dịch mã ở đây á, chính là cái quá trình là gì? Kìm hãm ngược, kìm hãm ngược bởi cái sản phẩm cuối này được tổng hợp dư thừa thì sẽ gắn lên cái vị trí của cái enzyme đầu tiên trong cái chuỗi sinh tổng hợp á, và làm phong bế hoạt tính xúc tác của enzyme này, và do đó thì cái sản phẩm cuối nó sẽ không được tổng hợp. Nè. Rồi, ok. Như vậy là mình đã xong cái phần bài điều hòa gen ha. À, cái bài dịch mã với lại điều hòa mình có cần hỏi thêm gì không lớp? Cô có ngày hôm nay có việc bận á, cho nên chắc là cô cho lớp mình nghỉ sớm. Thì thứ hai tuần sau á, nha, thứ hai tuần sau á, nếu mà không có gì thay đổi nha, thì mình sẽ học giùm cô lúc 17:30 nha lớp. Mình còn hai bài nữa là bài đột biến với lại bài bài phương pháp phân tích ADN ha. Rồi, chào mấy đứa nha.